Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 117 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong nhóm các bệnh lý về tuyến giáp hay còn gọi là bệnh bú cổ thì bệnh cường giáp là một hội chứng rối loạn về chuyển hóa tác động xấu đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, làm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải Nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày cho chúng ta những nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị và dự phòng căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ. ạ à. Xin chào Ngọc Quyên. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. ạ à. Dạ, thưa bác sĩ, một trong những căn bệnh được rất là nhiều người quan tâm và lo lắng đó là căn bệnh cường giáp xin bác sĩ có thể cho biết sơ lược về bệnh cường giáp là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của người bệnh không ạ? À, thưa Ngọc Quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả à, bệnh cường giáp đó như Ngọc Quyên và tất cả quý vị khán thính giả à, đã biết đó, thì ở cổ chúng ta nó có một cái tuyến giáp thì à, cái vị trí của nó là nó nằm ngay ở vùng trước cổ chúng ta này yeah. nó nằm ở trên xương ức nó nằm ở trước thanh quản và nó nằm ngay bên dưới cái sụn nhẫn cái chỗ mà mình rờ rờ nhất là đàn ông mình thấy đây yeah. thì cái đó gọi là cái tuyến giáp mà quyên ừ. cái tuyến giáp á, nó có cái nhiệm vụ là nó tiết ra hai cái nội tiết tố à, nó gọi là cái tyrosin hay người ta còn gọi là t 4 à, và cái nội tiết thứ hai là chiodotironin hay là người ta viết tắt là T3 Ngọc Quyên Thì hai cái nội tiết tố này nó, nó có một cái nhiệm vụ rất quan trọng ở trong cơ thể mình Đó là nó chỉ huy toàn bộ các cái quá trình tăng trưởng, chuyển hóa Và cái sự phát triển của cơ thể thì đều phụ thuộc vào cái hai cái nội tiết tố này Và vì bất cứ một cái lý do nào đó mà cái tuyến giáp của mình nó tiết ra hai cái nội tiết T3 và T4 quá nhiều Thì người ta gọi đó là bệnh cường giáp thưa Ngọc Quyên dạ thưa bác sĩ vậy thì cái nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh căn bệnh cường giáp ạ à, thưa ngọc quyên nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra cái bệnh cường giáp đó à, nhưng mà cái nguyên nhân hàng đầu chiếm một cái tỷ trọng cao đó là cái bệnh basedo dạ. hay là người ta còn gọi là bệnh rave thì à, cái bệnh này đó nó thuộc về cái nhóm bệnh tự miễn ngọc quyên dạ. người ta cũng không hiểu lý do tại sao mà nó lại gây ra cái hiện tượng này người ta chỉ biết rằng à, trong cơ thể mình nó có những cái loại à, kháng thể Yeah. nó kích thích cái tuyến giáp của mình tiết ra quá nhiều hai cái nội tiết T3 T4 đó thì ở đây là một cái nguyên nhân hàng đầu và nó thường là có cái xu hướng phát triển trong những cái gia đình mà đã từng có người bị. Hay người ta còn gọi là nó có cái chất di truyền đó ngọc quyên. Yeah. Và người ta thấy rằng nó hay gặp ở phụ nữ ở cái nhóm lứa tuổi từ 20 tới 50 tuổi. Yeah. là cái nhóm đối tượng dễ bị nhất ngọc quyên. Dạ. Yeah cái nguyên nhân thứ hai là các cái nhân ở tuyến giáp mình tuyến giáp mình mà khi mà nó bị có những cái cái nhân sơ ở trong cái uh, tuyến giáp đó thì vì một cái lý do nào đó thì nó cũng kích thích cho cái tuyến giáp hoạt động quá mức và tiết ra nhiều cái nội tiết tố T3 và T4. Yeah. Thì uh, đây là một cái nguyên nhân thứ hai nó gây ra cái bệnh cường giáp. Cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân bị viêm tuyến giáp. Yeah. À, thì uh, có thể là là do vi trùng hay là virus hay là uh, gọi là viêm tự miễn Đúng. Ngọc Quyên. Nó cũng kích thích cái uh, tế bào của tuyến giáp, nó cũng tiết ra quá mức cái T3 T4, nó gây ra cái uh, hiện tượng cường giáp. Cái nguyên nhân thứ tư đó là mình sử dụng quá nhiều iốt Ngọc Quyên. Thì Ngọc Quyên đã biết là cái tuyến giáp mình nó có một cái nguyên liệu chính để tiết ra hai cái nội tiết T3 T4 đó là iốt thì ngọc quyên thấy rằng một số các cái loại thức ăn như là những cái cá ở biển chẳng hạn như là cá thu cá chích cá ngừ những cái thực phẩm đó nó rất là nhiều iốt rồi rong biển ngọc quyên đó, và trong cái khẩu phần ăn mình đã ăn những cái thức ăn đó thường xuyên rồi mà mình lại mà sử dụng muối iốt quá nhiều nữa đó nó cũng gây cho cơ thể bị hấp thu quá nhiều chất iốt và một số các cái loại thuốc mà người bệnh sử dụng như là những cái loại thuốc tim mạch chẳng hạn thì cũng có cái hàm lượng iốt nhất định ở trong đó thì tất cả những cái điều đó nó làm cho cái tuyến giáp hấp thu quá nhiều iốt nó gây ra tình trạng cường giáp dạ dạ thưa bác sĩ khi bị bệnh cường giáp thì có những cái triệu chứng gì biểu hiện ra bên ngoài không ạ thưa ngọc quyên mình gọi là bệnh cường giáp chứ trong chuyên môn chúng tôi gọi là cái hội chứng bởi vì khi mà bị cường giáp đó thì nó gây ra rất là nhiều các cái triệu chứng trong cơ thể nó ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể của chúng ta các yeah. cơ quan như là thần kinh tim mạch chẳng hạn đội tiêu hóa nội tiết tất cả các cái cơ quan đều chịu ảnh hưởng chi phối bởi cái hiện tượng cường giáp cho nên chúng tôi gọi đó là hội chứng cường giáp thì khi mà nó có những cái hội chứng cường giáp đó, đó thì nó gây ra cái tình trạng rối loạn về chuyển hóa rất là lớn ở trong cơ thể mình Yeah. Thì cái triệu uh, chứng đầu tiên đó là cái người mình cảm thấy là nó do nó tăng chuyển hóa mà Cho nên là cơ thể người bệnh nó lúc nào cũng cảm thấy nhâm nhớp mồ hôi Rồi uh, um, nó có thể là nó có sốt, sốt nhẹ thôi từ 37 độ 5 đến 38 độ Đó yeah. là cái dấu hiệu của sự tăng chuyển hóa ngọc quyết yeah. Cái thứ hai nữa là ở tim mạch thì người bệnh lúc nào cũng thấy hồi hộp, đánh chống ngực, tim đập nhanh À, rồi à, có khi là mình cảm thấy là khó thở. Rồi Người bệnh cảm thấy là buồn chồn, lo lắng, à, tính tình có thể thay đổi thất thường, như là người bệnh hay bị cáu gắt rồi cũng có khi bị trầm cảm nữa Ngọc Quyên. À, đặc biệt nữa là à, nó có cái triệu chứng run, run tay, à, run ở cái đầu chi. Này. Thì khi mà mình thăm khám mình đưa bệnh nhân giơ tay về phía trước như thế này thì mình thấy là hai cái nhất là những cái đầu ngón tay này nó run như thế này. Nó run thì nó run ở cái biên độ nhỏ thôi chứ không phải là nó run như kiểu bạc kinh nó run cái biên độ rất là lớn yeah. mình nhìn thấy ừ. rõ ràng còn cái run của cường giáp thì nó có thể là cái biên độ nhỏ có khi mình không thấy nó ngọc cái mình chúng tôi hay thường là nếu mà run ít quá thì mình phải để cái tờ giấy lên cái tay của họ thì mình yeah. thấy là nó có nó nó, nó rung thì mình mới quan sát thấy nếu mà ở nữ đó thì có thể gây rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ yeah. những cái triệu chứng như vậy nó rất là điển hình và cái da yeah. thì nó rất là mỏng và tóc móng thì nó lại giòn nó dễ gãy thường gặp là uh, nó có những cái dấu hiệu rối loạn về tiêu hóa thì những cái bệnh nhân cường giáp á, là thường hay bị tiêu chảy mặc dù không có đau bụng ăn uống vệ sinh cẩn thận nhưng mà vẫn tiêu chảy tiêu chảy mà không có nhiễm trùng không có biểu hiện gì là là nhiễm trùng đường tiêu hóa hết. Dạ. do nó tăng chuyển hóa cho nên là người bệnh sụt cân rất là nhanh nhặt quên dạ. mặc dù là người bệnh rất là thèm ăn ăn nhiều nhưng mà do cái chuyển hóa quá mức ở trong cơ thể cho nên là người bệnh gây xuất rất là nhanh. À, một cái đặc điểm nữa là khi mà ở cái giai đoạn nặng đó thì cái người bệnh đó, nó có cái hiện tượng là mắt lồi ra và nặng hơn nữa thì có thể gây đến hư mắt một việc Đó là những cái đặc điểm lâm sàng của một người bị bệnh cường giáp. Dạ, đối tượng nào thì thường dễ mắc bệnh cường giáp nhất ạ? Những cái nhóm nguy cơ bị bệnh cường giáp đó thì mình phải kể đến là nữ giới. Dạ. Thì Ngọc Quyên thấy là nữ giới nó mắc cao hơn nam giới từ 2 đến 10 lần Ngọc Quyên. Dạ. Rồi kế đến nữa là những cái người mà trong gia đình mình có người đã từng bị mắc những cái bệnh lý về tuyến giáp rồi. Dạ. Người ta gọi là cái yếu tố gia đình hay người ta còn gọi là di truyền đó Ngọc Quyên. Dạ. Và một số à. các cái bệnh lý về về thiếu máu ác tính. Đặc biệt là thiếu vitamin B12. Rồi những cái người tiểu đường tiếp 1 cũng có cái nguy cơ bị cường giáp hoặc là những cái bệnh lý về thận như là suy tuyến thượng thận rồi rối loạn nội tiết là những cái người mà sử dụng quá nhiều yếu thì cũng là một cái nhóm đối tượng có nguy cơ bị cường giáp Dạ, khi bị bệnh cường giáp thì nó có để lại những cái biến chứng gì nguy hiểm cho cơ thể mình không ạ? À? Có chứ Ngọc Quyên, ờ ngọc quyên biết rằng là cái bệnh cường giáp là một cái hội chứng rối loạn chuyển hóa cho nên là nó ảnh hưởng rất nhiều cơ quan trong cơ thể thì thứ nhất là mình phải kể đến về người ta gọi là cái bệnh mắt tuyến giáp thì đây là một cái, cái di chứng rất là nặng nề nó có thể gây ra mù loà ngọc quyên dạ. ờ, cái biến chứng thứ hai là biến chứng về tim mạch thì nó có thể rối loạn nhịp tim suy tim và những cái vấn đề về tim khác như là thiếu máu cơ tim nhồi máu cơ tim đó là những cái biến chứng rất là nặng nề. Ừ. Đặc biệt nữa là cái cơn bão giáp thì đây là một cái tình trạng rất là nặng nề và có thể tử vong nếu mà mình không điều trị kịp thời ngọc quyên. Ừ. người ta gọi là cái cái cơn bão giáp. À, rồi các cái triệu chứng khi mà người phụ nữ mang thai mà bị cường giáp thì nó có, có nguy cơ xảy thai hoặc là thai nhẹ cân à, và nó để lại một cái di chứng là do nó không thể tổng hợp được canxi thì người bệnh thường hay bị loãng xương ngọc Quyền. dạ. À, do đó cho nên là chúng tôi thường à, cho người bệnh à, bị cường giáp là bổ sung canxi là vậy dạ thưa bác sĩ khi mà đi thăm khám thì các bác sĩ có những cái phương pháp chẩn đoán nào để à, cái bệnh cường giáp này đó thì à, tương đối là chúng ta dễ chẩn đoán ngọc khuyên ừ. bởi vì à, nó chúng ta không phải đợi đến có các cái triệu chứng bên ngoài đâu nếu mà nó đã có các cái triệu chứng lâm sàng thì lúc đó là bệnh nó diễn biến nặng rồi còn trong cái giai đoạn đầu khi mà mình tầm soát đó, thì chủ yếu là mình uh, siêu âm tuyến giáp dạ. hoặc là một cái bước cao hơn nữa thì mình xạ hình tuyến giáp rồi kế đến là mình xét nghiệm máu để mình xác định các cái nồng độ của T3 T4 ở trong máu dạ. thì thường là khi mà cái người bệnh cường giáp đó, thì T3 T4 này nó phải tăng dạ xét nghiệm để mà phục vụ cho việc chẩn đoán cường giáp thì nó tương đối là đơn giản, ngọc ở các cái bệnh viện tuyến huyện trở lên cũng có thể làm được rồi, ngọc Dạ. Dạ, xin bác sĩ cho biết những cái phương pháp điều trị cường bệnh cường giáp. Khi mà một người bị bệnh cường giáp thì thường là chúng ta có ba cái phương pháp để mà lựa chọn điều trị. Thì cái phương pháp đầu tiên là chúng ta điều trị nội khoa là bằng thuốc. Yeah. Đó. cái phương pháp thứ hai là chúng ta dùng cái cái liệu pháp uh, iốt phóng xạ, cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phẫu thuật, yeah. thì nó có ba cái phương pháp đó để cho chúng ta lựa chọn, à, thì tùy vào cái nguyên nhân cường giáp và cái mức độ nghiêm trọng của nó, để bác sĩ sẽ đề xuất những cái phương án uh, điều trị tốt nhất cho người bệnh nào quên yeah. thứ nhất là về dùng thuốc đó quên thì mình uh, sử dụng cái nhóm thuốc chẹn beta nó có các cái biệt dược như là roranolone hay là Esmonol thì những cái thuốc này đó nó không phải là nó điều trị được cái nguyên nhân nhưng mà nó chỉ có giảm các cái triệu chứng lâm sàng thôi trong khi mà các cái thuốc điều trị để giảm cái học môn tuyến giáp xuống thì mình sử dụng cái nhóm này để nhằm là chúng ta giảm bớt các cái triệu chứng của nó nó có tác động rất là nhanh ngọc quyên khi mà mình sử dụng đó thì khoảng chừng một vài tiếng đồng hồ thì người bệnh đã trở về cái trạng thái bình thường rồi các cái triệu chứng chủ yếu là như là run run tay run chân rồi nhịp tim mình kiểm soát được nhịp tim rồi người bệnh cảm thấy bớt lo lắng hơn thì cái thuốc đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cái thuốc chẹn beta cái nhóm thuốc thứ hai là cái thuốc kháng giáp tức là mình làm cho cái tuyến giáp nó giảm bớt cái sự hoạt động của nó nó giảm bớt cái tiết T3 T4 ra thì cái kháng giáp nó gọi là cái nhóm metimazone mà cái biệt dược mình hay dùng đó là cái tyrozol đó Ngọc Quyên dạ. thì đây là một cái nhóm thuốc mà bác sĩ hay thường sử dụng để kềm hãm cái sự phát triển của cái tuyến giáp nó tăng tiết quá nhiều cái nội tiết T3, T4 dạ. Khi mà mình sử dụng hai cái nhóm thuốc này đó Ngọc Quyên thì khoảng 20 đến 30% những cái bệnh nhân mắc bệnh basedo là bệnh cường giáp thì khi mà mình uống thuốc kháng giáp trong cái thời gian khoảng từ một năm rưỡi đến 2 năm thì nó có đã có thể trở về bình thường rồi mình cũng chú ý một số các cái loại thuốc kháng giáp nó có thể gây ra dị ứng thì nó có khoảng chừng năm phần trăm số người bệnh khi mà sử dụng các cái thuốc kháng giáp này thì nó gây dị ứng thì lúc đó bác sĩ sẽ lựa chọn một cái phác đồ điều trị khác cho người bệnh yeah. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp dùng người ta gọi là cái liệu pháp phóng xạ okay. thì người ta dùng iốt để mà người ta gắn các cái chất phóng xạ vào trong đó. Thường thì người ta dùng cái loại phóng xạ I131. Yeah. Người ta gắn với lại iốt thì cái tuyến giáp nó có một cái đặc tính là nó sẽ bắt những cái bất kỳ một cái loại dạng iốt nào khi mà đưa vào cơ thể thì nó nó do cái tuyến giáp mà đang bị cường giáp thì nó rất cần cái nguyên liệu là iốt. Yeah. Cho nên là nó sẽ hấp thu hầu như là toàn bộ những cái chất iốt mà mà có gắn chất phóng xạ khi mà mình uống vào thì khi mà như vậy đó thì nó nó hay người chúng ta còn gọi là nó có ái lực với lại tuyến giáp. Thì khi mà cái tuyến giáp hấp thu cái chất phóng xạ vào đó thì nó sẽ um, ngăn cản được cái quá trình phát triển của nó. Nó sẽ kềm hãm được cái hoạt động của tuyến giáp. Do đó cái nồng độ hormone uh, T3 T4 nó sẽ được giảm xuống. Phương pháp thứ ba là phẫu thuật. Khi mà mình cho bệnh nhân dùng thuốc hoặc là cái liệu pháp iốt uh, phóng xạ mà không đạt hiệu quả thì lúc đó mình phải can thiệp bằng phẫu thuật ngọc quyết. tức dạ. là mình uh, cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp để phòng tránh căn bệnh cường giáp thì chúng ta có những cách đề phòng như thế nào ạ um, nói chung là chúng ta đề phòng căn bệnh cường giáp này đó thì uh, nó cũng không có uh, đặc hiệu cho lắm dạ. uh, tuy nhiên thì mình cũng có thể dự phòng bằng cách là mình uh, ăn uống cái chế độ dinh dưỡng của mình nó đừng có quá nhiều yếu yeah. cũng như là nó đừng có quá thiếu bởi vì cái tuyến giáp mình nó đặc biệt là nếu thiếu nó cũng gây bệnh mà dư thì nó gây ra cái bệnh cường giáp thứ hai nữa là chúng ta phải đi khám định kỳ để mà chúng ta phát hiện sớm một thì nếu mà mình phát hiện ra cái bệnh cường giáp ở giai đoạn sớm khi nó chưa có các biến chứng gì thì mình chỉ dùng thuốc thôi là mình đã kiểm soát được rồi và cái đi tầm soát, đi khám tầm soát như vậy đó cũng không có tốn kém nhiều và nó cũng rất đơn giản bởi vì chúng ta chỉ có siêu âm rồi xét nghiệm máu là đã đủ để chẩn đoán được rồi Ngọc Quyên. Dạ. dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và cung cấp nhiều những cái thông tin hữu ích cho cộng đồng và tất cả mọi người được biết để phòng tránh về căn bệnh nguy hiểm này dạ xin kính chúc bác sĩ một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc ạ dạ, xin cảm ơn ngọc quyên xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi quý vị vừa lắng nghe bác sĩ nguyễn duy hải trình bày về nguyên nhân triệu chứng và cách phòng trị bệnh cường giáp xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.